Trong tất cả anh em chúng ta ở đây ai mà được đi được gia đình mà dắt đi hỏi vợ ha, là nói thiệt 99 người mừng hết, yên 100 người mừng hết, 99 người trong đó có mình luôn á. Còn riêng Khứa này các bạn thấy là lần đầu tiên đi hỏi vợ mà giờ bị ép buộc nha, là lần trước á là cậu trọc luôn, cậu bóng luôn, cậu bằng hộp kẹo đó. Với cái hình hài này các bạn biết ha, là chủ phòng game ok, là cạo bóng cái đầu này luôn, hết sức tóc nhiều ha, để chi để mà tác dụng mà vô chổng đâu mà đến bên vợ đó người ta sẽ gặp nó ớn, nhưng mà ai ngờ đâu hắn tâm sự vô chổng gặp vợ cũng xăm bích chịch luôn rồi. Hậu báo hả mày, rồi luôn gặp cáo trồn luôn. Thế là chẳng những tao không sợ mà nó còn thích nữa, nó còn khoái nữa, nó đời nó vậy. Gặp đang ta sợ đâu mà ta đừng có gã, ai ngờ gặp có dính luôn. Và đằng này thôi hắn về hắn nói thôi anh ơi, cắt phê lên về đi, giờ ta không từ chối, ta còn kêu đến liền nữa. Thì đó, hôm nay phải thôi. Vậy đây cũng là một kiểu tốt mà dành cho những thanh niên nào mà sợ đi hỏi vợ ha. Nhưng mà chắc chắn một điều công trong đó không có mình nha. Mình giờ và gia đình mà dắt đi hỏi vợ là mừng cái bằng mừng không mang 3 ngày 3 đêm luôn. Dễ gì á? Dễ mấy chữ gì ngồi vậy? Cái gì tôi răng bờ răng xin con ơi, gỡ chưa? Bây giờ nói đời nó có nhiều chuyện nó gọi lần nó chiếu nghe ha. Người ăn không hết kể lần không ra. Thấy mình đừng gì ngon quá. Và đây là cái dòng sản phẩm gel cạo râu Clean Master. Đây cái sản phẩm này nói chung là theo mình xài thì mình cảm nhận ha, là nó rất là ok. Bây giờ râu cứng, râu mềm hay râu như thế nào, râu to, râu dày cỡ nào nữa mà ngâm này chút xíu thôi. Trước khi các bạn cạo thì các bạn có thể thoa một ít. Đối với trường hợp ít thì mình cạo lì như thế này. Còn đối với trường hợp mà nhiều các bạn để đó đi, thoa đều để đi, cạo mặt xong lát đảo lại đi, nó mềm như là chuối vậy đó. Thì các bạn muốn trải nghiệm cái sản phẩm như thế này, mà có dòng gel cạo râu Clean Master này, các bạn cứ để lại comment bên dưới ha. Mình sẽ cho các bạn cái địa chỉ mua nó đáng là tin cậy. Hiện tại mình đang sử dụng cái này, mình nói lần nữa nó rất là ok. Còn giá thực tế của nó thì cũng vừa xài thôi. Nói chung là tiền nào của nó. Đó, rồi qua cái video này các bạn thấy là chỉ mình xem nó ngắn ngủi thôi. Thì một lần nữa mình nói là những thanh niên nào mà có ý định mà sợ đi hỏi vợ gì đó thì cứ liên hệ với mình sẽ cho các bạn một kiểu tóc rất ưng ý. Để mà bên vợ người ta sợ. Nhưng mà đối với thanh niên này trường hợp này ngoại lệ rồi. Chẳng những không sợ mà còn bắt vô luôn. Một video cũng như là xem để vui, để xả stress thôi. Thì mọi chi tiết có thắc mắc gì các bạn cứ để comment bên dưới ha. Còn số điện thoại giả là địa chỉ đường link Google Maps mình có phê duyệt trong cái phần mô tả đó. Qua video này mình cũng cảm ơn tất cả anh em như mọi người đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong một video gần nhất, sớm nhất và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.